Trời, ghế đi. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên Trần Hữu Tài à. Hôm nay 24 tuổi à. 25 tuổi à. Sao 24 mà lên 25? Lộn gì, tại em luôn. Sinh năm nhiêu? Dạ, 94 à. 94, 25 rồi, sắp 26 dạ. Luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu, Tài nhà ở đâu? Dạ, quê em ở Bạc Liêu à. Ờ, hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang là ở Bình Dương à. Làm công việc gì ở Bình Dương Tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn chi gì nãy, tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc mua đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên Nam à. Cắt uống vũ nhuộm. Dạ. Ủa Nam có uống tóc không? Dạ có à. Uống máy đồ á ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ. Em là thợ chính. Thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1 năm rưỡi rồi. À rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với... Dạ em về gia đình à. Ở làm em với gia đình em cũng gần à. À gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. À, Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Nguyên, xã Tân Vĩnh Hiệp à. Nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em à. Em là lớn, còn em gái út à. Rồi mời em gái giới thiệu chào nè. Chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. Năm nay em 27 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Nguyên luôn ạ. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Người ta nói cái lớn 2 gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Trời ơi, thiệt luôn hả? Trời ơi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộ không ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn rồi, em nói trước à. Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích ạ. Có người nào thích con trai không? Dạ không ạ. Ví dụ tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không ạ. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê ấy nha. Dạ không. Không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi. Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Nào em đúng á thì em không nói, nào em sai thì em tự động xin lỗi. Đúng, không nói. Sai, xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn nhéo và đánh người. Gì cắn nhéo và đánh, đánh người. Dạ đúng rồi. Là thường em cắn nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty dạ, nữa? Dạ có. Có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích đó ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng xài rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Rồi mốt mình về rồi coi như là chiều chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn nhéo đánh. Dạ không sao chị. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to bự hơn. Em phải nói rõ sao? Nha, phải nói cho rõ. Rồi, trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 20 rưỡi chị. 20 rưỡi hả? Dạ. Dạ cái đó lớn lớn á chị, không phải tình bạn, phải tình bạn, tình yêu, phải tình yêu, nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cái nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân ấy, cứ đùa đùa rồi vậy chị. Và bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị à? Em không phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó hai mối tình kia thì sao? Có cái gì vậy? Tại sao thì chia tay? Một mối tình dưới quê lúc mẹ mới đi làm á. Em làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc nên là ghét nhạt đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang. Trước làm thì hai đứa quen, xong rồi người đó về quê xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ. Tập trung vô chuyên môn nha. Dạ.
Rồi, thế còn em tình trường sao nè? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn á? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy? Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài trên một cái trang giấy chị, là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ chi cho nhiều vậy. Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ. Để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nghe không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ hối hoài. Ba mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái á, chị nói là thử yêu đi. Yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha? Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chứng kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chín chắn là dạ, được. Công rồi, việc chín ổn định là ok. Dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. Cao 1m trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mẫu người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Ừ. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong ba anh này nè. À, em đeo cái hình này cho chị coi coi. Em thích gu sao lại em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. Nào, ai đâu, ai đâu? Điện này. Anh đó, anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thích cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm nè. Ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính làm sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính làm sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá đúng cao. Trời em cảm ơn. Đó. Anh tự cắm đó nha. Dạ, em nha. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần nốt thì mình cứ nốt vào. Và đặc biệt là anh nốt vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á thì em lấy cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời ơi. Đòi quà. Đòi quà rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao 1m86 à. 1m86? Wow. Ăn gì mà cao dữ vậy? Em biết đó, nhà em ai cũng cao hết. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây, em muốn phạt gì? Thục dầu 5 cái. Thục dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thục dầu 5 cái cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thục dầu dễ cưng. Không, thục dầu thiệt đúng không chị ạ? Ủa chứ không lẽ giả? Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thục dầu đâu chị ạ? Đó, đứng trước đứng đó đây đó luôn. Ừ đúng rồi. Đây năm người quá ngại lắm. Không, không ngại anh. Đâu nói ngại. Chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi, rồi. Okay. Ở đây đúng không chị ạ? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó vậy? Em chưa có biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng bảng thôi à. Nắm hai tay xuống. Nắm hai tay gì đúng không? Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đứng lên da. Đúng không? Rồi. Trời ơi. Đen gan được gì gan chị? Gan vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp. Hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn, em nãy em chọn sai. Nãy em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Mà mặt người ta tươi hơn. Dạ. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh. Chân mày rậm quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rậm.
Anh thì ấn tượng em có một hở rất đẹp. Hồi xưa thì em hai cái á, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn một cái thôi. Sao vậy? Tại vì người ta kêu là đang khởi nhiều quá, không có xinh. Phải nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng là qua năm tới đó. Thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa trái tim ra là xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại vì nãy mình đã nói xác định mà xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc mình tìm hiểu rồi mình thấy không hợp rồi sao cưới? Dạ hợp nha. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đã qua sinh ra để hợp nhau rồi. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay, khó có chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy, em thấy như thế nào? Chị đây hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chín chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải là lý do, mà là lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng rồi. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do. Từ bây giờ 6 tháng nhanh lắm. Dạ. Mời các bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Giảo Hảo Food, rất là hấp dẫn luôn, bài trí rất đẹp mắt nha. Cua lột chiên giòn nè, bò út lúc lắc sốt tiêu đen nè, gà chiên lúa mạch và cơm cà ri hải sản tay cầm. Rồi, chúc hai bạn một buổi trưa thật là ngon miệng. Nhớ vừa ăn ha, vừa chăm sóc cổ nha. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ, cảm ơn chị. Ok, tự tin lên. Mời em nhìn. Dạ rồi, mời anh ạ. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động. Nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà một người con trai biết nhậu, em có có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt thì khỏi đi nhậu ở ngoài, hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á thì anh có thể là về Bình Định về thăm ba mẹ ngoại. Đến lấy nhau mới về hả anh? Không. Nếu mà được á thì Tết em về, xong rồi cái qua Tết anh với em về lại lần hai. Dạ rồi. Dạ được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không ít. Với người anh thương thôi. Anh nghĩ á, cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình hơn. Đó là món quà vô giá. Dạ đúng. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có thôi chị. Cũng có hả? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Chị thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn, có nghĩa là có một cái sum họp, đúng không? Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ vợ chồng con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân, lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó, nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình, chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, không phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi. Bây giờ mình mỗi bạn sẽ bóc một lá. Bạn nam bóc trước để đọc lớn lên. Cảm ơn bạn gái đi
5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái, bây giờ ẵm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẵm rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Tao bận áo đầm đó, ẵm sao cho khéo thiệt khéo nha. Ẵm sao? Đúng rồi, ẵm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. 5 vòng đi cưng. Cái gì mà ư? 1 vòng. Rồi, 1 vòng được rồi chứ. 2 vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, mỏi chưa? Thôi 2 vòng được rồi chị. 3 vòng. Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rớt em chị. Nhéo vô cho chị. Đủ vòng. Vòng. Đủ rồi chị ơi. Qua tới đây vô ghế đi rồi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đau đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu, đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nhéo hoài luôn á. Có nhớ nhớ cả đời hả chị? Nhéo cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi. Về về ngồi thở để xỉu à. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Tối không ngủ luôn. Dạ. Mà sau khi ẵm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, phải ấm nữa. Có rung động không? Có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh hơn như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẵm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ nha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn, còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nếu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Đôi kia 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chứ, cái qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý và do. Và phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng không? Em thắc mắc, thắc nếu mắc mà đi chơi mà thấy nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Em, anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được. Dạ. Hôn nhau cũng được, đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó, vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì về em? Kêu ông nói, ông hỏi người ta. Kêu anh nói mà, anh nói đi, anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết. Biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa, hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi mời em. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ cần một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Hát rồi hả? Dạ. Bài gì lạ quá, tôi còn chưa nghe luôn. Nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Hồi Việt Trung rồi chị. Hồi Việt Trung ta đâu có hát vậy. Tại em run quá, em có đủ hơi à. À được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Sao tụi đếm mới có 2 là bấm rồi hả? Rủi bấm vậy không hợp lệ sao? Tụi này em gấp quá chị. Em sợ, gì? Em sợ bấm trễ quá. Mới có 2 rồi trễ gì? Tại em thì em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc, nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị à. Nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do, 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa, người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Dạ. Em phải trân trọng điều đó. Dạ. Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên
Nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi, tóc. Trời gì né. Hôn nhau mà né. Mốt lấy nhau coi lại cái đoạn này đó. Trời ơi, vô chưa? Dạ chưa à. Chưa, được chưa, được. Bị né rồi chị ạ. Bị né là chưa có tính. Cầm lại. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm thấy sao? Dạ em biết cảm giác sao mà nó lăn lăn á chị ạ. Vậy hả? Dạ. Chúc. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 chị. Văn Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Ừ. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Ừ. Bí thì cá chân mấy. Ừ. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ờ, giỏi quá vậy. Năm nay mới 28 tuổi à? À đó, sinh năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thất ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì thường thường có tháng thì 20-20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản là em về cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Nếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Tình trường mấy mối tình rồi?
Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ừ, chưa đủ tuổi nếu ông sống chung với người ta rồi người ta đi kiện ông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, thì hiện tại là em vẫn chu cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở dưới ngoài, nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì lại nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Người bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nào. Không mập lắm, cái chân ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Cho. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok.
nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi, cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, dạ, cảm ơn nhé. Thì mình xin thiệu mình là tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình là người Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang định cư Úc, mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy, 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Khoảng 4 tuần. 4 tuần là khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì rồi thì bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại của em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Nó có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận Tư. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim, rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng, rồi phần cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. Cũng là như kiểu ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên pallet, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì chữa bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ phải giống như bệnh Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không, mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi cho sót. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Vợ mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà người gốc Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, thì lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào lắm. Nói chung là
muốn ông già này về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tới nhị, chỉ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy giận lúc đó thôi, chứ mình không muốn đi sâu để mất công, mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh lại khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ anh không? Thì được. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu, anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, lợi dụng hoặc là cái nói chỉ tới vậy là như vậy thôi. Chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi, ok anh. Rồi, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là
kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nhà nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được hả em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có cả. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà dạ, cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chưa thay đổi không khí thôi anh ơi. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có trời, nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có xin được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta na ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Tối anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang nha. Rồi.